và các bạn, hôm nay thì món nợ về U19 Myanmar đã được đội tuyển U19 của chúng ta trả cả gốc và lãi. Ngay lúc này đây thì ở Hà Nội, mọi con đường dẫn tới Hồ Gươm, cờ đỏ sao vàng, áo đỏ sao vàng đang tung bay phấp phới. Mọi người đến từ mọi nơi, họ đang hòa chung vào bầu không khí này với chung một niềm tin, đó là Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Vietnam beat, you love your soccer, Vietnam. Who do they beat? 4-1. Mine, Mo. Good luck, Vietnam. We're very proud to be here. We're from Ireland and we love football and this is good soccer. Xin cảm ơn đội tuyển U19 Việt Nam vì đã làm sống lại một tình yêu, một niềm đam mê bóng đá của cả dân tộc. Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Vietnam for next! Go!